trọng nên chúng tôi đã phải chuẩn bị rất kỹ càng với chiếc xe. Cố gắng từng vòng và phấn đấu từng phút cua mình có thể nhanh hơn, nhanh hơn. Trạng cuối cùng của mùa giải ARDC 2018 vừa khép lại tại trường đua Trang International Buriram, Thái Lan. Hai tay đua của đội Honda Việt Nam Racing là Cao Việt Nam hạng mục AP250 và Lê Khánh Lộc hạng mục UB150 đã có màn thi đấu cống hiến, nỗ lực và đầy bứt tốc. Xuất phát tại vị trí 25/27, Lê Khánh Lộc lần lượt về đích ở vị trí 17/27 trong ngày đua thứ nhất và bứt tốc hơn nữa trong ngày đua thứ hai. Tại hạng mục AP250, các Việt Nam xuất phát ở vị trí 23/26 và đã cải thiện được tới 11 bậc thành tích lên vị trí 12/26, mang về 4 điểm quý giá cho toàn đội. Ngày thi đấu thứ hai, Nam tiếp tục giành thêm được 2 điểm cho đội với thành tích 14/26. Như vậy, mùa giải ARDC 2018 vừa chính thức khép lại. Nếu như mùa giải ARDC 2017 của Honda Việt Nam Racing được xem như khiêu vũ với bầy sói, thì qua tới năm 2018 này, có thể khẳng định rằng Honda Việt Nam Racing đã dần trở thành một phần của bầy sói. Hãy cùng xem lại một phần không thể thiếu của bầy sói đó. Chú sói non Nguyễn Vũ Thành bước vào mùa giải ARDC 2018. Honda Việt Nam Racing giới thiệu một gương mặt trẻ mới hoàn toàn. Tay đua sinh năm 1999 này, Nguyễn Vũ Thành, chàng trai trẻ đến từ Đồng Nai, đã chính thức được biên chế vào đội 1 của Honda Việt Nam để thi đấu tại thể thức UB150. Ngay ở chặng thi đấu đầu tiên của ARDC 2018, chàng trai này đã giành tới 8 điểm, 5 điểm ở ngày thứ nhất và 3 điểm ở ngày thứ hai. Thành tích này ấn tượng không hề kém thành tích của gã điền Cao Việt Nam khi giành được vị trí thứ 10 ngay ở lần thi đấu đầu tiên tại ARDC 2016. Mặc dù lần thi đấu quốc tế đầu tiên, nhưng Vũ Thành cho thấy một phong cách thi đấu đầy bản lĩnh và khôn ngoan. Lê Khánh Lộc là cái tên đại diện cho Honda Việt Nam Racing tham dự mùa giải ARDC 2018 từ chặng 3 tại hạng mục UB150. Tay đua Lê Khánh Lộc khét tiếng trong giới đua xe phía Nam với đặc điểm đua đầu giật giải ở đó. Lẫy lừng ở trong nước là thế, nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước đó của Lê Khánh Lộc chỉ là con số 0. Chặng 3 mùa giải ARDC 2018 mới là lần đầu chào sân quốc tế của tay đua này. Việc Lê Khánh Lộc bắt đầu thi đấu từ chặng 3 sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình hòa nhập của anh, bởi khi đó các tay đua khác đã nóng máy, còn Lê Khánh Lộc mới loay hoay vào đời. Và chúng ta cũng không thể nhắc đến con sói già Cao Việt Nam. Gã điên Cao Việt Nam đã quá quen mặt với những người hâm mộ đua xe thể thao trong nước, bởi anh hiện là tay đua số 1 của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Sinh năm 1996 và đã có 3 năm thi đấu tại ARDC. Kể từ năm 2018 vừa rồi, anh được đôn lên thi đấu tại thể thức AP250 cùng mục tiêu có điểm. Kết thúc mùa giải ARDC 2018, gã điên đã có cho mình tới 12 điểm cùng một màn trình diễn đầy thuyết phục trong suốt mùa giải. Kết quả này giúp anh xếp hạng thứ 24/47 bảng xếp hạng cá nhân và giúp đội Honda Việt Nam Racing xếp thứ 11/23 đội tham dự nội dung AP250. Như vậy, cá nhân Cao Việt Nam và đội đua Honda Việt Nam Racing đã có một năm thi đấu thành công tại thể thức AP250. Năm 2018 là một năm ghi dấu sự tiến bộ vượt bậc của gã điên Cao Việt Nam về cả mặt kỹ thuật và chiến thuật thi đấu. Màn trình diễn chói chang nhất của gã điên là tại chặng 4 ARDC 2018. Sau khi phải đi một vòng trái đất để tới được Ấn Độ, anh đã giành tới 6 điểm ở chặng này và cán đích ở vị trí số 11. Đây là những điểm số đầu tiên của anh và của Honda Việt Nam Racing tại nội dung AP250. Và cuối cùng chính là sói mẹ Honda Việt Nam Racing. Bên cạnh các tay đua, đội ngũ của Honda Việt Nam Racing đã có một năm 2018 đầy sôi động. Đầu tiên là việc đội hoàn toàn làm chủ mảng kỹ thuật tại thể thức AP250. Tiếp theo là đã có thêm nhiều thành viên mới chính thức tham gia đội. Với những biến động tại nội dung UB150, chắc chắn Honda Việt Nam Racing không thể hài lòng với thành tích đã đạt được.
Trong khi đó, nội dung AP250 có thể coi là thành công lớn cho Honda Việt Nam Racing tại ARC 2018. Hiện tại, ARC 2018 đã kết thúc. Tuy vậy, đối với Honda Việt Nam Racing thì một cuộc đua mới đã bắt đầu. Kể từ năm sau, đội đua sẽ chính thức độc lập hoàn toàn tại ARC 2019. Đây là lần đầu tiên có một đội đua độc lập đến từ Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế, một dấu mốc cho lịch sử của đua xe thể thao ở nước ta. Với kinh nghiệm tích lũy được 3 năm qua, Honda Việt Nam Racing có đủ cơ sở để tin vào sức cạnh tranh và sức mạnh mà đội có thể tạo ra. Tuy vậy, vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải được giải quyết để trở thành một thế lực thực thụ tại ARC. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Nếu video hay, các bạn nhớ like và share. Cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về các giải đua tại Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.